Tháng 9, làng game Việt sẽ sôi sục với hàng loạt tựa game hot đa dạng thể loại để game thủ tha hồ lựa chọn. Hôm nay mời các bạn cùng top game live bọn mình điểm qua top 13 game mobile ra mắt trong tháng 9 2023 này nhé. Huyễn tướng Ba Quy. Huyễn tướng Ba Quy là tựa game đấu tướng chiến thuật mà hành dọc lấy chủ đề Tam Quốc kết hợp với yếu tố fantasy mang đến một trải nghiệm hết sức hấp dẫn. Game mang đến lối chơi đấu tướng chiến thuật quen thuộc nên sẽ không mất nhiều thời gian để người chơi làm quen với các cơ chế và tính năng. Dàn nhân vật trong game cực kỳ đồ sộ với 85 tướng khác nhau, cho game thủ có vô vàn lựa chọn để tạo nên một team hoàn chỉnh cho riêng mình. Yếu tố chiến thuật và sáng tạo vẫn được đảm bảo khi áp dụng 5 phe phái Ngụy, Thục, Ngô, Quần và Huyễn. Vô địch Triệu Hóa Sư. Đây là tựa game đấu tướng chiến thuật rảnh tay mà hình dọc, lấy bối cảnh ba giới tiên nhân yêu đang diễn ra xung đột kịch tính. Game thủ sẽ tập trung vào việc sưu tầm nhân vật và xây dựng đội hình với tối đa 6 thành viên để tiến hành vượt ải nhằm thu thập nguyên liệu và mở khóa tính năng mới. Hệ thống nhiệm vụ cốt truyện được xây dựng dày đặc với độ khó tăng dần, đòi hỏi người chơi phải nâng cấp đội hình ngay khi có thể. Chủ công Sung Sung Sung. Chủ công Sung 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 sở hữu lối chơi thủ thành mới mẻ, hứa hẹn sẽ là làn gió mới đầy thú vị cho một chủ đề Tam Quốc vốn đã quá quen thuộc với game thủ Việt. Game cho phép người chơi mang tối đa 5 tướng ra trận, tạo nên rất nhiều cách triển khai đội hình phòng thủ, thỏa sức sáng tạo chiến thuật theo cách riêng. Thêm vào đó, khi tôn skill thì game thủ cũng không cần phải căn góc căn hướng, bởi game cũng sẽ tự động chọn hướng có địch dù không phải lúc nào cũng tối ưu. Trường sinh quyết chiến Sabot. Trường sinh quyết chiến Sabot là dự án MMORPG 3D nhận được nhiều sự quan tâm từ phía game thủ khi thể hiện rõ nét chất phong thần đình đám trên PC một thời. Cụ thể, ngay khi bước vào game, người chơi sẽ có được cảm giác hoài niệm bởi nét đồ họa cổ điển đặc trưng của những sản phẩm nhập vai kiếm hiệp thời bấy giờ. Về game lên của Trường sinh quyết chiến Sabot Mobile cũng hết sức quen thuộc với quá trình phát triển nhân vật từ sơ khai đến trưởng thành. Theo đó, game mang đến 3 lớp nhân vật gồm chiến sĩ, pháp sư và đạo sĩ với phong cách chiến đấu riêng biệt để người chơi lựa chọn. Vương quốc chuột chuỗi. Vương quốc chuột chuỗi Molly Mobile là tựa game mô phỏng đời sống xã hội xoay quanh cuộc sống của những chú chuột chuỗi đáng yêu tinh nghịch. Game được đầu tư và cải tiến vượt trội so với phiên bản PC ra mắt cách đây hơn 10 năm ở cả mặt đồ họa lẫn gameplay. Có thể nói rằng game Vương quốc chuột chuỗi Mobile vẫn giữ được lối chơi mô phỏng đặc trưng và hấp dẫn của phiên bản web game ngày xưa. Đó là tập trung vào trải nghiệm cuộc sống nơi thế giới ảo như làm nông, câu cá, trang trí nhà cửa và tương tác cùng bạn bè khắp các server. Lục giới FK. Đây là tựa game nhập vai đấu tướng rảnh tay hành ngang, lấy đề tài phong thần diễn nghĩa quen thuộc với game thủ Việt. Trò chơi đưa bạn bước vào một cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn, nơi lục giới đảo điên ma thần hỗn độn thiện ác bất phân. Bước chân vào trải nghiệm lục giới FK, người chơi sẽ thấy một thế giới đầy màu sắc với hình ảnh ạc vô cùng hài hước và ngộ nghĩnh. Cốt truyện của game mang đến sự kết hợp độc đáo giữa các nhân vật thần thoại truyền thống, từ phong thần diễn nghĩa và tài du ký với yếu tố hài hước. Người chơi sẽ tham gia khám phá những câu chuyện thần thoại dí dỏm và gặp gỡ các nhân vật quen thuộc đã gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X 9X. Ngự Long Tại Thiên Mobile. Sản phẩm hội tụ những tinh hoa của dòng nhập vai chiến đấu nhiều người chơi khi tập trung vào yếu tố cày cuốc làm nhiệm vụ để cày level, kiếm đồ, từ đó phát triển nhân vật và tiếp cận những tính năng mới thú vị hơn.
Thêm vào đó, game cũng tích hợp một số chế độ chơi hấp dẫn khác như MOBA, thẻ tướng, chiến thuật, giúp cho trải nghiệm thì mới lạ. Đặc biệt khi bắt đầu game, người chơi sẽ được chọn một trong 3 phe ngụy thuộc ngô và mỗi phe sẽ mang đến một số lợi ích riêng biệt giúp đa dạng hóa các hướng phát triển nhân vật. Tiên Ma Quyết CMN là tựa MMORPG mở ra một vũ trụ tranh đấu giữa tam giới đại thần, hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ và khốc liệt. Trò chơi mang đến phần hình ảnh 2.5D cực kỳ tinh xảo với độ chi tiết cao, góp phần tái hiện một thế giới thần thoại chân thực. Tất cả nhằm đảm bảo bạn càng đi sâu vào khám phá càng cảm thấy thích thú. Lối chơi của game cân bằng giữa tính phiêu lưu và tính chiến đấu, từ đó thỏa mãn người chơi cả về chiều sâu cốt truyện lẫn độ hấp dẫn kịch tính của những trận PK rực lửa. Ở phiên bản đầu Tiên Ma Quyết Mobile, sở hữu đến 6 lớp nhân vật để game thủ hóa thân, gồm Địa Tạng, Ẩn Liêm, Lưu Ly, Long Thương, Phi Vũ và Ngộ Không. Bộ lạc thần thú. Trò chơi lên bối cảnh thời tiền sử hư cấu, nơi con người đang sắm vai nhóm thợ săn hung ác, chuyên đi lùng bắt muôn thú về làm nô lệ cho mình. Tham gia vào game, bạn sẽ sắm vai một thú đầu đàn tinh ranh, rồi từng bước tìm hiểu ngôn ngữ động vật, chung tay giải cứu bầy đàn khỏi xiềng xích của phe thợ săn. Theo đó, game mở ra rất nhiều cơ hội cho bạn rủ rê các bầy thú khác về chung nhà với mình, từ vòng quay chiêu mộ, ấp trứng chiêu dụ, cho đến cả việc kết đôi để sinh sản thú non. Được biết, ở phiên bản lần này, game mang đến hơn 100 loài thú đa dạng chủng loại, kích thước và kỹ năng để game thủ thỏa sức sưu tầm. Hơn nữa, trong quá trình khám phá, người chơi có thể lân la nhiều khu vực khác trên bản đồ để rủ rê những bầy đàn thú khác cùng nhập hội. Thợ săn kho báu Mobile. Thợ săn kho báu Mobile là tựa game nhập vai màn hình dọc lấy cảm hứng dựa trên tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc. Trò chơi sở hữu giao diện màn hình dọc, thuận tiện cho việc thao tác, giúp người chơi thoải mái tham gia các hoạt động khám phá mà tính năng chỉ bằng một tay. Đặc biệt là cơ chế săn kho báu nhận tiền thật tạo nên sự khác biệt chưa từng có, hứa hẹn sẽ giúp thợ săn kho báu Gosu trở thành game quốc dân thời gian tới. Game mang đến lối chơi cày cuốc ly kỳ và hấp dẫn, nơi game thủ sẽ được hóa thân thành một trong ba lớp nhân vật gồm Cuồng Đồ Tá Lĩnh, Thợ Săn Mô Kim và Thuật Sĩ Phát Khô. Bagui Siêu Lầy Soha Game là tựa game đấu tướng chiến thuật rảnh tay pha lẫn yếu tố lầy lội, mang đến những trận chiến đầy bùng nổ nhưng cũng không kém phần vui nhộn. Về cơ bản, trò chơi vẫn gói gọn trong những cơ chế và tính năng quen thuộc của dòng game đấu tướng như xây dựng đội hình, vượt ải, cày phó bản, PvP, v.v. Tuy vậy, điểm độc đáo của game nằm ở yếu tố hài hước trong cách thiết kế nhân vật, được thể hiện qua các bộ skill cực nhây. Chiến binh Idol. Tham gia vào trò chơi này, game thủ sẽ được chiêu mộ dàn nhân vật chuẩn Dragon Ball từ ngoại hình đến kỹ năng. Tiếp đến là phải xây dựng một đội hình 5 người sao cho hài hòa về sức mạnh để đủ sức chinh phục những thử thách khó khăn trong game. Yếu tố chiến thuật được thiết kế chuyên sâu cho phép game thủ tự do sáng tạo, thể hiện qua vai trò hệ tướng, duyên phận, hệ thống kỹ năng trang bị. Hội quán đấu sĩ Mobile là tựa game mobile màn hình dọc có lối chơi đấu tướng rảnh tay quen thuộc lấy đề tài quyền vương. Trò chơi giúp game thủ tận hưởng những trận chiến đối kháng kịch tính giữa các đấu sĩ tuổi thơ bằng gameplay đơn giản, dễ chơi và thân thiện với nhóm người bận rộn. Trong đó, mỗi đấu sĩ đều sở hữu thuộc tính và bộ chiêu thức khác nhau, đây là sự đa dạng cao độ trong việc lựa chọn sắp xếp đội hình mạnh nhất ra trận. Ngoài ra, với tính năng thu thập tài nguyên offline quen thuộc của dòng game idol thường thấy, thì game thủ còn có thể tha hồ bồi dưỡng đấu sĩ của mình thông qua nhiều cách thức khác nhau. We'll be right back.